Rồi, chào các bác nhá. Nay em xin review con máy, nghĩa là vừa khoan mà vừa phay được, hiệu Zeno nhá. Zeno. Con này của Nhật các bác ha. Đấy. Cái đầu này ấy là gắn mũi phay được ha, mà gắn đầu khoan được ha. Đấy, thì bây giờ em sẽ review cho các bác xem. Thì bây giờ em sẽ đi trước khi vào ấy là em sẽ cho các bác xem kích thước. Đây ha. Tổng chiều cao của bàn và chiều cao thấp nhất và chiều cao cao nhất cho các bác ha. Em đo giùm anh tổng chiều cao máy là bao nhiêu? Đo từ trên đâu xuống dưới ấy. Bao nhiêu? Bao nhiêu? Đây 1m95. 1m95. 1m95 là cao nhất ha. Rồi. Cái này phủ bì nhá. Phủ bì là 1 90 là 97 nhá. Rồi, bây giờ kích thước bàn này. Kích thước bàn là được 744 nhá. Đây. Kích thước bàn đó, đầu bàn ha. 745. Rồi, kích thước bàn ngang đi. Kích thước bàn ngang là 2 tấc 1 ha. 2 tấc 1. Từ mặt đáy này, từ mặt bàn này lên tới trên này là 480 á. 480 mm. Đấy, còn đụng phay là 4 tấc nha. Đụng đầu phay là 40 nhá. Đây. Đụng đầu phay là 40 ha. Rồi, đo từ tâm này ra. Từ tâm này ra đến mũi phay ấy là nó là 2 tấc 1 luôn nhá. Đấy, là 201. Các bác ha. Thì cái hệ thống này nó quay lên quay xuống được nhá. Rồi, xoay đi, xoay thử ra. Đây nhá, em sẽ thao tác xoay cái đầu cho bác xem ha. Đây. Từ đây. Xoay đầu này. Đây là xoay cái đầu ha. Đầu mà xoay qua xoay lại được ha. Đây là quay hạ xuống nhá. Để em hạ xuống cho bác xem. Cứ hạ cho thấp dễ làm em ạ. Đây ha, đang xoay hạ thấp xuống nhá. Rồi được rồi, tới đây. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho các bác xem ha. Đây nè, quay lên nè. Quay lên nhá. Thì đây. Đây là con này là mở con này ra nhá. Và mở con trên ra là mình xoay đường kính tròn được ha. Là xoay tròn được. Được rồi em ạ. Được rồi. Đấy. Còn đây á là cái này là tự động nhá. Này tự động này. Là khoan xuống tự động nó nhảy ha. Khoan xuống tự động nhảy. Cái này là hành trình này là cứ điện nhá. Cứ điện này. Này, cứ điện bây giờ em sẽ chạy thực tế cho các bác xem ha. Đây ha. Đang xoay ha. Rồi cái này đảo chiều sao ta? Khi mà đảo chiều á thì ở trên đây ăn số á thì đụng đây nó đảo chiều. Đụng đây là công tác đụng đây là đảo ngược này. Và đụng dưới là bắt đầu nó chạy ngược trở lại này, đụng dưới này. Đó, chạy ngược này đó ha. Công tác này công tác đảo chiều nhá. Em chạy lại cho bác này, đây. Bắt đầu đụng ở cứ trên á này. Đó đảo chiều ngược lại này, đụng phía dưới này đảo chiều ngược lại này. Đó, đảo chiều này. Đảo chiều này. Đó, cứ bằng điện đấy nhá. Nghĩa là hành trình tự động suy xuống á là nó đụng cứ này nó sẽ tự động đảo chiều. Đó, đây là bắt đầu tự động xuống này. Cái này là bước tiến nè. Bước tiến. Cục này là bước tiến này. Đây. Đây ha. Đây là cứ tự động xuống này ha. Đang tự động này. Cái này là chuyển số này. Cái cần này là ăn tự động cơ. Khi mà
đầu này đi số á thì đá vô cử này á thì nó sẽ ngắt cái tự động. Đó là nó ngả lên, nó ngả cần lên. Khi nào cái này đã đây bắt đầu gạt xuống là tự động này. Gạt xuống là tự động nhá. Đấy, khi nào mà cái này cứ đã đá này, đá bật phát là nó ngay nhảy cần lên này. Đó, phạt cái là nó nhảy cần lên là nó nhảy rồi ha. Đó. Dí phạt phát mạnh tay tí nhá. Thì nó sẽ nhảy lên. Đó. Đấy nhá, em dí lại này. Đó, nó bật lên nhá. Đấy. Ha. Cái này là bước tiến. Nhanh. À, chạy nhanh này. Đây, các bác thấy nó xuống nhanh nhá. Đấy, xuống nhanh. Còn bàn á thì rất là đẹp rồi nhá. Đây là ok, bác á, ok. Đấy. Cái này á, khi nào chuyển chế độ tay á thì các bác mở này ra nhá. Mở này ra lỏng lỏng ra này. Thì chuyển tay nhá. Rồi, lỏng lỏng á, chuyển tay này. Rồi. Vít xuống bắt đầu nó mới chạy nhá. Rồi, bỏ ra là tắt này, bỏ tay ra tắt này. Vít xuống là nó chạy này. Đó. Đấy ha. Đó, máy này rất là hay ha, vừa quan được vừa phay được các bác ha. Muốn à, đây là chế độ đây này là tự động bằng điện này. Chế độ bên này là tự động bằng tay này. Bên này là tự động bằng điện nhá các bác ha. Rồi, máy chạy xong, êm nhá các bác ha. Đây tay quay này. Đây. Tay quay ha. Rồi. 10. Em đo thử thước này bao nhiêu? 40 à? Cái này là cái hành trình khoảng 40 nhá các bác ha. Hành trình là khoảng được 40 thôi, 4 tấc thôi. Rồi, ok, em cảm ơn các bác nhá. Đây, các bác thấy là máy là vừa tầm nhá, vừa tầm để sản xuất nhá. Đấy, từ chiều cao này. Đó, vừa tầm ha. Đấy, bác nào cần con máy này thì nhu cầu liên hệ với em nhé. 0938 312 207 nhé. Đây, hoặc Đức Tùng nhé bác ha. 0938 312 207 các bác nhé. Rồi, em cảm ơn các bác.